Xin chào quý thầy cô và các bạn. Chắc hẳn trong thời gian này thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng làm việc để chúng ta hoàn thành cái module 2. Thì cái thời hạn mà chúng ta sắp đến cái module 2 cũng đã tiến đến gần kề rồi. Thì trong các nhiệm vụ thực hiện cái việc học thì chúng ta cần phải giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm ở các nội dung. Thứ nhất là chúng ta cần trả lời các câu trắc nghiệm ở phần đánh giá nội dung. Thì gồm có 3 nội dung: đánh giá nội dung 1. Thì trong cái phần này chúng ta có tất cả là 10 câu hỏi. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn các phương án lựa chọn đảm bảo là chúng ta đúng chính xác 100%. Thì trong phần đánh giá nội dung 1, chúng ta có câu thứ nhất: đâu không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực. Thì các bạn sẽ chọn phương án thứ tư: chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập và nghiên cứu. Ở câu hỏi thứ hai, đó là chọn đáp án đúng nhất. Thì quá trình dạy học nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân người phát triển tối đa năng lực sở trường phù hợp với các yếu tố cá nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện trong nhu cầu sở thích cá nhân, vân vân. Thì chúng ta sẽ chọn phương án hai, đó là tăng cường dạy học và giáo dục phân hóa. Ở câu thứ ba, chúng ta cũng có phương án là chọn đáp án đúng nhất. Thì việc tổ chức nhiều hơn số lượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập, đòi học sinh phải huy động tổng hợp kiến thức kỹ năng. Thì ở đây chúng ta chọn phương án ba, đó là tăng cường dạy học và giáo dục tích hợp. Và trong câu hỏi thứ tư, chọn đáp án đúng nhất. Nội dung dạy học cần được chắt lọc là yêu cầu của nguyên tắc nào trong dạy học phát triển phẩm chất năng lực. Chúng ta chọn ý thứ ba, nội dung dạy học giáo dục và đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại. Câu thứ năm, trong một bài dạy lịch sử, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm địa đạo Củ Chi. Việc làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất năng lực nào. Thì chúng ta chọn phương án thứ nhất, đó là tăng cường những hoạt động thực hành trải nghiệm cho học sinh. Thứ sáu, chọn phương án phù hợp để điền vào chỗ trống. Xu hướng hiện đại về phương pháp kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất năng lực được xem xét là chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học mới tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất năng lực. Và câu hỏi thứ bảy, đâu không phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học theo hướng hiện đại, đó là chúng ta sẽ chọn phương án thứ ba, lựa chọn sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học giúp học sinh nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức. Thì đây thì sau thời gian học tập cái nội dung của module 2 này, chúng ta hoàn toàn thấy được rằng là cái dạy học theo phương pháp mới không phải là giúp cho học sinh ghi nhớ tái hiện, mà chúng ta có những kiến thức khác. Và câu thứ 8, ý nghĩa nào sau đây hay là ý nào sau đây là đúng? Thì chúng ta chọn phương án đầu tiên, phương án A, chiều hướng lựa chọn sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học mới tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất năng lực, không tách rời nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển phẩm chất năng lực của người học. Câu thứ 9, chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu? Thì chúng ta chọn phương án, đó là phương án thứ tư, lựa chọn sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học hình thành và phát triển kỹ năng thực hành, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống. Và câu cuối cùng, đó là sơ đồ tư duy công não dạy học dựa trên dự án là phương pháp kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu. Thì chúng ta chọn phương án thứ hai, lựa chọn sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học hình thành kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học. Thì trên đây là 10 câu hỏi đánh giá nội dung 1 và các bạn lựa chọn sẽ đạt được 100 trên 100 điểm. Và tiếp theo, trong phần đánh giá nội dung 3 thì chúng ta cũng sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm mà các bạn phải hoàn thành. Thì đây tôi chia sẻ các bạn những cái đáp án cho từng câu cụ thể. Câu 1, chọn phương án gồm các dãy phù hợp để điền vào chỗ trống trong mô tả dưới đây về các chiến lược dạy học. Thì chiến lược dạy học là kế hoạch, chúng ta chọn phương án C.
Tổng quát thể hiện sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các biện pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự đánh giá về bối cảnh, giai đoạn định hướng thực hiện cùng với sự chủ động, năng lực của giáo viên. Thì câu thứ nhất chúng ta chọn phương án thứ ba, phương án C. Câu thứ hai, đó là chúng ta sẽ chọn các đáp án đúng. Thì khi các bạn chú ý ha, khi chúng ta đọc cái tiêu đề là chọn một đáp án đúng hay là chọn các đáp án đúng để chúng ta chọn cái chuyện nó thiếu. Thì câu số 2 này là để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học phù hợp giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu này dưới đây. Thì chúng ta sẽ dựa trên ba cái căn cứ A, C và E. A là quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học. C là đặc điểm của phương pháp kỹ thuật dạy học. Và E là bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động đến hoạt động dạy học giáo dục. Câu thứ ba là chọn đáp án đúng nhất, nghĩa là các bạn chỉ chọn một phương án thôi. Thì trong câu thứ ba này, phương án nào dưới đây thể hiện ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng chiến lược dạy học giáo dục của người giáo viên khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018? Chúng ta chọn phương án B, đó là tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi. Tiếp các bước theo đúng tiến trình học, một chủ đề, một cái bài học vật lý. Thì ta chọn phương án D, gồm có hoạt động khởi động, gắn kết, xác định vấn đề cần giải quyết, hoạt động tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề, hoạt động luyện tập vận dụng, và cuối cùng là hoạt động mở rộng 3, 4, 1, 2. Thì trên đây là hai cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái kết quả của những câu hỏi trắc nghiệm trong phần đánh giá nội dung 1 và đánh giá nội dung 3. Xin lỗi quý thầy cô, chúc quý thầy cô thành công. Chào, cảm ơn quý thầy cô đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thịnh Tu Bot. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.